tin giới hiền mẫu giới hiền mẫu hạt phú cường tĩnh tâm mùa chay chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của chúa mùa chay là khoảng thời gian thánh để các tín hữu chuẩn bị tâm hồn đi vào cuộc khổ nạn và phục sinh của chúa giêsu kitô năm nay do tình hình dịch bệnh và ước muốn gia tăng các sinh hoạt tại các giáo hạt của đức cha du giới hiền mẫu giáo hạt phú cường đã tổ chức tỉnh tâm tại Đan viện Cát Minh Phú Cường. Vào lúc 18 giờ, cha An Tôn Hà Văn Minh đặt trách giới hiền mẫu giáo hạt Phú Cường cùng các chị em trong giới tập trung đầy đủ tại Đan viện Cát Minh Phú Cường để tỉnh tâm mùa chay. Đan viện Cát Minh hay quen gọi là nhà kính là môi trường tốt nhất cho việc tỉnh tâm. Ngoài việc các chị em hiền mẫu tỉnh tâm, còn được quý sơ cầu nguyện giúp và tạo môi trường tốt nhất để tỉnh tâm. Mùa chay năm nay, cha an tôn chọn chủ đề mùa chay thời gian làm tươi mới niềm tin hy vọng và tình yêu tin cậy mến là ba nhân đức đối thần cơ bản của người kitô hữu trong bài chia sẻ của mình cha an tôn giúp cho các chị em bước ra khỏi con người của mình có lẽ chọn nhà kính tĩnh tâm cũng là giúp cho các chị em bước ra khỏi môi trường quen thuộc hàng ngày bầu khí linh thánh tại đây sẽ giúp cho các chị em khám phá lại cuộc đời của người Ki Tô hữu chân chính. Đó là lời mời gọi nên thánh và sống thánh thiện trong môi trường của mình. Đó là thách thức của những người mẹ, đó là thách thức của xã hội ngày hôm nay. Làm sao để ánh sáng Chúa Kitô soi sáng thế gian? Làm sao sống trung thực giữa thế gian đầy mưu mô cám dỗ? Làm sao xây dựng hòa bình, gia đình và xã hội yêu thương nhau? phương thế cha đặc trách giúp cho quý chị em sống nhân đức tin cậy mến đó là lời chúa và học theo gương các thánh chim ngắm thiên chúa khi biết lắng nghe lời chúa sẽ là ánh sáng soi bước mọi người trở nên con người linh thánh khi chim ngắm chúa sẽ trở nên giống chúa nên đồng hình đồng dạng với chúa đó là con đường biến đổi đó là con đường canh tân mùa chay là cơ hội giúp cho các chị em làm tươi mới cuộc sống với niềm tin hy vọng và tình yêu. Với phương châm năng đọc lời Chúa, siêng năm chiêm ngắm Chúa và trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa sẽ giúp cho các chị em biến đổi và cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Mỗi dịp tĩnh tâm là cơ hội giúp chúng ta hoán cải trở về với Chúa. Ước mong trong những ngày chay thánh cộng với môi trường thuận lợi, các bà mẹ công giáo trong hạt Phú Cường sẽ kính mút được nhiều hoa trái tốt đẹp từ đó các mẹ nhận thức hơn con đường thiên chúa dành cho mình và biến đổi bản thân gia đình và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn